Hôm nay mình sẽ test một chiếc vang mới, hiệu ứng vang số hay nhất mọi thời đại mà đánh bass căng đét luôn, hát cực kỳ nhẹ luôn. X33 Pro này đánh một cặp loa 4 tấc nằm ở đây. Chấp tất cả các loại loa 4 tấc côn từ bao nhiêu không cần biết. Bây giờ mời các bác nghe này, nhạc cực kỳ hay và mic cực kỳ nhẹ luôn. Lô 1 2 tăng FS lên này. Lên lên hát cho nhẹ này. Lên bắt đầu nhẹ này, lên nhạc nhá. Hát nhạc trẻ luôn này. Lên nhạc này. Đây, chỉnh bằng cơ hết. Chỉnh bằng dưới tay thì được, lên lên đây được. Alo. Lên mic này. Chỉnh mic luôn này. Hát rất nhẹ luôn. Đánh cặp 4 tấc luôn quý vị nhá. Vết FS này. Alo, 1, 2. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay. Bao giọt buồn hoài vương trên môi mặn nắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi em dài. Để mình ta vẫn có X33 vào rồi này, hát có phê không? Anh nào có bát 4 tấc thì mời vào đây nhá. Rồi xin chào các bác.